Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi cày cái click top 1 này thêm ít ngọc nhé mọi người. Click top 1 này thì hiện tại nó đang cao ngọc quá, thành ra là tìm trận nó hơi lâu anh em ạ, tìm trận phải lửa tiếng đến 1 tiếng, có khi 2 tiếng mới được một trận anh em ơi. Cố gắng vào làm cái clip cho anh em coi, đợt này mình cũng ra ít clip ấy. 2 ngày mới được một clip nhờ anh em nhờ. Ok, cố gắng trận này nhá. Cày cái click top 1 này cũng vất vả đấy. Vô vô cái click top 1 này thì tìm trận nó khá là lâu, cho nên là anh em bắn chắc chiêu một tí, một thua cái là cũng liệm đấy. Mình bắn mình phải thật sự chắc chiêu anh em ạ, tìm trận đã lâu rồi mà còn thua ngọc nữa thì cày không biết bao giờ mới lên ngọc. Bê lia này, đồng đội chiếm được A chưa? Cao A. Hay quá anh em. Có khi nào trận này được bú không ta? Có khi nào trận này bú không anh em? Bọn này nó không phô cái góc cuối B này nhỉ? Ô, góc cuối B này thì để lượm thằng ngay. Ui trời ơi, cầm cái khẩu thục đấy mà thục trượt là liệm ơi. Đỡ sao đỡ sao. Cuối à hay là cao à? Cuối à, chắc ép ép và khả năng là cuối à rồi. Ấy à. Trời ơi, easy luôn. Chịu à? Chịu chưa, chịu chưa? Chịu chơi, chịu chơi. Bên mình mấy ông kia đứng ở nhà là kê ra cái cầu hay là đứng treo ấy ta? Nhưng kê ra cầu thì phải. Ôi giời ơi, đẩy láo rồi. Quẫn rồi anh em ơi, cuối B. Hay quá, úi dồi ôi. Cái ông tốt bên mình bắn cũng hay ấy chứ. Được được, trận này khả năng là bú luôn anh em ạ. Tố bắn hay quá. Đúng rồi, chắc đi C4 đi. Bắn mấy cái danh này anh em phải chắc chiêu, không chắc chiêu là tỷ lệ thua cao lắm. Đá quả bom lỗi kìa. Hầm B này. Hay quá anh em ơi. Team mình nó biết bắn, team mình nó biết chơi. Thề với anh em chứ, tôi cày cái click top 1 đấy, cái tỷ lệ mà anh em gánh rất là ít luôn. Vì đa số hầu như đó ghép vào toàn 4 anh em không biết chơi thôi. Cho nên là nhiều lúc gánh đến tận 18, 20 xác còn có khi còn không win được anh em ạ. Lấy ngày hôm tôi bắn cũng nhiều trận thua phết. Mà thua theo kiểu là thua toàn toàn gần 20 xác thua mà. Sợ vãi. Lên A này, C4 luôn này. Trời ơi, cái tay. Bắt lấy cái tay. Thế em không vào đầu nữa kìa. Cầu, chỉ cầu. Cầu chì, lỗi A. Kê đi, slip đâu? Ôi trời ơi, slip là sao không, không ấy mà lại bắn cọp. Chết nha, nó lên một round rồi đó. Giờ nó lên hai round là tỷ lệ bật có nha anh em. Mấy cái danh này bật ngược rất là nhiều ấy. Đùa đâu. Ba một rồi. Đấy, không phô hồn B luôn. Mới thủ chắc thế nhở. Hôm trước đăng cái clip cày cái top 1 này lên mấy trận này. Anh em bảo là quay nhiều nhiều tí, hôm nay lại quay tiếp. Ui, thục ghê thế. Hầm 1. Căng rồi. Hay, hầm B còn nhá, vào hầm B rồi đó. Nó vào trong B rồi.
Thằng B đấy. Xuống ăn đi. Ây, xuống lại cắm đầu xuống đất thế. Tốp này làm được gì không? Ui không ăn thua rồi, biết ngay mà để lên 32 rồi, 23 rồi. Sam đây mà thủ không được là cút. Sam đây mà nó dập full sai khả năng là liệm. Từ từ nha. Qua đi bé A, đi bé A đi. Nó bốc khói luôn. Không chịu không giạt ra cái bốc khói luôn anh em ạ. Lên đây, cứ về còn hai thằng nữa đây. Đấy, anh em thấy không? Căng thẳng không? Căng như dây đàn không? Chấp quả bom luôn. Bay cũng được đấy. Thằng móc mít nhá. Cúi B1 này. Cúi B đấy. Cứ cầu rồi phải. Ai lá trai. May là bên mình còn có cái ông top kia, ông ấy bắn gọi là ổn áp hay không à. Lô hốp. A rồi sao kìa, A rồi sao kìa, cuối A có này. B bỏ rồi. Cầu. Ê, mít có rồi. Ui, đẩy full mít luôn. Ây à. Mít, 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 cầu, 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 cầu. À, đẩy hai thằng mít lên luôn chứ. Bên mình cũng có ông 05 rồi. Ai. Đấm luôn, đấm luôn. Ai. Ê, ê, quý A con kìa, quý A con. Rồi. Đừng hứa trận này thua ngược lắm anh em ạ. Chắc đi nha anh em ơi, chắc đi. B này. B có, mid có luôn này. Chân cao mid này. Đi đến chân cao mid rồi đấy. Cúi B này. Ây da, có bom đầu ấy, ây da. Dữ lào. Ấy, nhà nó, nhà nó, nhà nó. Cẩn thận. Đấy, bữa bảo ngay. Nó ở cuối B này. Đúng rồi, quý B chứ ở đâu. Ok chưa, anh em thấy ok chưa? Rảnh rảnh làm với anh em chơi chơi xem. Một hai trận top 100. Đấy, đi ra ra. Click click top 1 à, top 1 này nó mà lỗ liên tục ấy, khả năng bây giờ tầm nghìn ngọc rồi anh em ạ. Mà lỗ trận ít quá. Cầu rồi. Cầu hẹo. Ấy đang hơn người mà. Ôi kìa. Anh em ẩu nha. Ẩu nha anh em ơi. Giờ lên 4 bắn 6 lên 5 là toang đó. Qua rồi. Ấy không đi kìa. Cút. Cút chứ còn gì nữa. Tính leo trèo à, leo trèo à. Úi giời, bên kia chửi nhau rồi, bên kia chửi nhau rồi anh em ơi. Bên kia chửi nhau rồi. Hay ở cao A lần cuối này. Chạy đâu. Đấy có C4 luôn này. Đấy chạy đâu ta. Chạy đâu nhỉ, chạy đâu nhỉ. Ngồi đây cạnh quả số 4 là đẹp. Bước chân đây. Mình nghĩ chắc khả năng cao nó không biết mình ở trên cao A đâu. Tại vì lúc mình đáp quả bom ở cầu
đồng đội nó đi luôn. Thì bây giờ nó đang nghĩ là khả năng quanh quanh là mình ở cuối A hoặc là ở mid thôi. Nó không biết là mình đã mò lên cao A rồi. Ở cái ông kia vừa đấy thấy ở cao A mà, bỏ bom luôn à? Đâu người ta? Ui giời ơi, easy luôn. Ok anh em nhá. Thôi clip của mình chắc cũng xin được kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.